Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Siêu Tọt của mình nhá. Mình là Trường Sáng Siêu đây. Anh em nhìn thấy con gì đấy chưa? Đây là cái con cốc váy 1,8m là hôm qua. Cái video hôm qua mình hướng dẫn anh em làm ấy. Hôm nay thì mình đã dán thành công anh em. Dán xanh này, cam xanh này. Đấy, đẹp không anh em? Đấy. Nhân tiện hôm nay gió nó về rồi anh em. Cũng nhiều anh em hỏi và cũng nhiều anh em con mình bảo anh thử thả con này xem nó lên được không. Thì hôm nay mình sẽ buộc sáo con này và làm nèo để thả anh em nhé. Đầu tiên thì cũng có nhiều anh em hỏi bảo là anh ơi buộc diều lèo cánh cốc như thế nào ấy, hay là buộc như thế nào ấy, buộc sáo nào. Thì hôm nay nhân tiện là con cốc phái này, mình sẽ hướng dẫn anh em buộc nèo diều cánh cốc và buộc sáo luôn diều cánh cốc để cho nó chắc anh em nhé. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đầu tiên anh em nhìn thấy khớp mối này, mình sẽ buộc nèo từ đây ra đây. Đó, buộc nèo từ đây ra đây này. Nó vào cái khớp này này, anh nhìn chưa? Đấy, nó chỉ nèo cái, nèo con nó chỉ tầm này thôi. Đấy. Nhưng mà đến đây rồi anh em phải giữ ra một ít để anh em buộc vào đây nhá. Cái nèo con thì anh em buộc ở hai điểm này, nó đến đoạn giữa khớp này. Còn đâu cái nèo cái thì là nèo cái với nèo con anh em khóa nèo vẫn như làm diều bình thường anh em nhìn chưa? Cũng đút này đây. Khóa như nèo bình thường anh em. Và chỉnh nèo cũng như diều bình thường luôn. Nó không khác gì cả anh em nhá. Nèo cái anh em buộc vào đây này. Đấy, cái điểm đít anh em buộc vào đây nhá. Nói chung buộc cái nèo diều cánh cốc này nó không khác gì buộc diều liền cả. Cũng quá nèo như thế, nhưng mà mỗi tội là cái chỗ điểm buộc của nó khác với diều liền, anh em hiểu không? Anh em ạ, đây là hiện tại mình đang có một con sáo đơn D25 anh em ạ. Con diều này của mình chắc phải cõng tầm 2 lạng ấy, 2 lạng lùi. Nhưng mà mỗi tội là sáo nhỏ mili giờ mình đang hết anh em. Còn mỗi con này tốt nhất là cứ đeo con này vào thử lên thả tạ cho nó có lên luôn anh em nhá. Đó, như bây giờ mình sẽ buộc sáo và chằng sáo cho anh em xem diều cánh cốc của nó chằng sáo như thế nào nhá. Anh em lỗ cổ sáo thì anh em cũng buộc như mình buộc mình bảo này. Đấy. Mình sẽ còn đâu cái dây go sáo ở gần sát này nút nèo luôn anh em nhá. Nó sẽ như thế này anh em ạ. Đó em nhìn thấy chưa? Và bây giờ là cái dây go sáo anh em luồn như này này. Dây go sáo thì nó ở đoạn này anh em nhá. Để mình buộc luôn cho anh em xem này. Diều cánh cốc này thì là buộc sáo thì nó rất chi là khó. Nó khó hơn diều liền và nó cứ nỏng na nỏng nẻo ấy nhá. Nên anh em phải buộc cẩn thận. Không mà đang lên trời là nó bay sáo ra ngoài bao giờ không biết đấy. Con diều này thì mình cũng không biết là nó có lên hay không anh em. Sợ toàn lắm. Đấy, em nhìn thấy chưa? Ok chưa? Con này mình cắt cõng sáo đơn thì mình chỉ cần buộc như thế này thôi. Đấy, em nhìn chưa? Dây bắt từ đây ra đây, đây ra đây. Go thì ở đây. Hai cái dây, hai điểm này là cái dây chết của nó. Hai dây này là dây kéo anh em ạ. Thì đấy, mình đã buộc xong rồi. Bây giờ mình sẽ mang con này ra đồng, thử giật thả cho con lên thôi anh em nhé. Anh em đoán xem con lên không nhá. Nhưng mà mình nghĩ là lê đó anh em. Đẹp không? Thôi bây giờ không liên thiên đâu, thôi thì nữa anh em mình đi thả rồi nhá. Hiện tại mình đã ra đến đồng anh em ạ. Gió rất chia đẹp. Con này không biết có lên không, nhưng mà mình cảm giác là nó hơi chao. Anh em nhìn nhá. Đấy. Lên đấy anh em ạ. Trước khi
trước khi thả mình sẽ quay cho anh em xem con này nó bao gió như thế nào nhé. Để mình quay lại nhá. Chắc là xử leo được anh em. Thôi, không liên thiên nữa, cứ phải buộc vào thì thả anh em ạ. Nhưng mà sáo mình buộc hơi lệch, mình trở đi chặng lại sáo nhé bạn. Thì mình mới bảo hàng cánh cốc này chặng sáo ấy nó rất chi là khó anh em ạ. Chiều cái cốc chằng sáo nó khó nên mình phải chằng này chắc rồi đấy. Bây giờ là mình một phát ăn tiền luôn anh em. Con này bây giờ mình lại thả tiếp cho anh em xem nhá.
Nói chung là lên ok rồi anh em ạ. Nhưng mỗi tội gió nó yếu lắm, diều nó thế nào, xá nó không kêu lắm. Con này vướn dây ác lắm anh ạ. Vướn dây như diều truyền thống, diều song vân luôn đấy. Mình vẫn tỏ dây tiếp. Mình sẽ tỏ con này nó cao đến đâu nhá. Anh em ơi, đang thả diều thì gặp hai bố con nhà nghệ nhân đang thả diều anh em ạ kìa. Đấy, người ta đang kiểu đi đâm. Gặp ngay đứa con này, anh ạ, nó chắc là chỉ tầm này thôi, đâm con diều kìa. Đấy, sáo đơn đu đu hay đô đô ấy. Tối cầm dây con thả anh em ạ. Đấy thì nói chung là con diều cánh cốc bằng đuôi váy này thì mình đã thả lên ok rồi anh em nhé. À, anh em nhìn chưa? Chắc chắn là lên 100%. Nhưng mà tôi là gió nó hơi yếu. Mình cứ tả lên một tí nữa xem là có lên không anh em nhé. Thì đấy anh em mua lan này về anh em làm diều rất chi là dễ. Làm diều kiểu gì cũng nên anh em ạ. Không nên bỏ nghề làm diều. Mình dán màu xanh mới ở màu cam vào lên thì rất chi là nổi anh em nhìn chưa? Lỗi đúng không? Đấy, thỉnh thoảng nghe anh con mình ở đây 2 năm mà kêu đô đô anh em ạ. Thỉnh thoảng nghe tiếng đô 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 đấy. Bây giờ mình sẽ tở thêm con này và kết thúc video tại đây thôi. Anh em xem ấy, thì mà lấy hay ấy, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Con này thì mình phải đâm mấy lần rồi mới lên được nhá. Mới đầu thì dây nó ngắn, tỏ dây ngắn thì nó cũng không lên được, mình phải rong cho nó dài á. Mấy giờ như kiểu là giữ nó dài dây ra nó mới lên được, tại vì diều ngắn nó trao ấy, dây ngắn nó trao như ta kít ấy. Bây giờ lên gió trên rồi nó im đét luôn, im như tượng. Sáo thỉnh thoảng gió to nó kêu đô 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 anh ạ. Thôi thì mình cũng không liên thiên gì nữa. Xin chào anh em nhá, hẹn anh em ở những video tiếp theo.